Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai vận động quản lý Quỹ vì người nghèo, huy động nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm qua, Đảng ủy xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã triển khai huy động các nguồn lực bằng nhiều hình thức, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm nòng cốt để xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu, vận động quỹ cho từng cơ sở, làm sao để đảm bảo các ban ngành đoàn thể có liên quan hoạt động đồng bộ có hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch chính xác về đối tượng và quy trình thủ tục. Quỹ vì người nghèo thì hàng năm theo căn cứ vào cái kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lữ, chúng tôi cũng xây dựng nghị quyết chỉ đạo đối với cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cương Chính, vận động tuyên truyền đối với người dân cùng với cả cán bộ công chức tại Ủy ban xã. Quỹ năm nào cũng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu so với cái kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi sẽ quan tâm đến người nghèo. Đặc biệt ngày Tết thì chúng tôi tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban thì để trích cái số tiền đi ra để ủng hộ cho người nghèo, chi cho hai cái hộ nghèo xây nhà, mỗi một hộ có số tiền là 3 triệu đồng. Như năm 2023 vừa rồi thì chúng tôi trích ra là bằng số tiền bằng 6 triệu đồng để hỗ trợ cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với vai trò nòng cốt trong ban vận động quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đình Cao, huyện Phù Cử đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Cùng với đó, phối hợp với các đoàn thể đến từng nhà, rà soát cụ thể từng đối tượng nhằm đảm bảo nguồn quỹ được phân bổ hợp lý và đúng thành phần. Ban vận động quỹ vì người nghèo cũng đã tham mưu cho Đảng ủy thăm hỏi tặng quà các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, và cũng có hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà và sửa nhà, thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày đại đoàn kết toàn dân, và mong muốn các hộ nghèo phần nào ổn định cuộc sống và đảm bảo về vật chất cũng như là tinh thần. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, tham mưu cấp ủy, ban vận động quỹ đổi mới phương thức vận động theo mục tiêu yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội xây dựng quỹ vì người nghèo. Từ năm 2019 đến năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận trên 200 tỷ đồng, gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau thì chúng tôi tập trung vào ba cái việc mà chúng tôi cũng coi đó là cái điểm nhấn, là tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội của tỉnh, nắm thông tin về nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tập trung vào vận động xây dựng quỹ vì người nghèo để có thêm nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước chăm lo cho hộ nghèo. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, hàng năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu tổ chức thăm hỏi tặng quà 100% hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, người nghèo chữa bệnh, hộ gặp rủi ro đột xuất. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền các cấp chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.